mình dẫn gia đình mình đi đi du ngoạn, tại vì hôm nay ở Mỹ là lễ của binh lực các bạn, lễ cụ lễ lễ cựu chiến binh, Veteran Day. Hôm nay là Veteran Day. Ở bên Mỹ thì chưa tới, nhưng mà bên đây thì đi sớm hơn mình một ngày, cho nên bây giờ tôi Veteran Day rồi, cho nên Stay in front of gia your đình door, được people come out nghỉ. and run you over. Bây giờ mình đang ở MRT để mà mình đi tới cái Botanical Garden, là cái chỗ cái khu vườn bự nhất ở Singapore. Giống như ở đây Botanical Garden cũng giống như là Central Park ở New York vậy đó. Bây giờ mình đang ở MRT station. Mình đi tới đây chút xíu để mình coi cái bản đồ ha. Yes, Abby. Bây giờ á, bây giờ mình đang ở đây. Mình sẽ chạy tới Botanic Garden là ngay đây. Là khoảng chừng một một chạm, hai chạm, ba chạm là tới rồi. Đi đường màu 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 vàng. Đang đợi xe. Hồi bữa mình cũng có quay rồi, nhưng mà bây giờ mình quay lần nữa cho các bạn coi ha. Cái này là cái bản đồ này nè. Ô, cái xe mình tới rồi, bây giờ mình phải tới đi. Come on, Abby, let's go. Daddy's right here. Sắp sửa vô lại cái xe lửa điện ngầm. Đông lắm. Hôm nay người ta đi làm còn mình đi chơi cho nên đông. Ok, bây giờ mình tới Botanic Garden MRT station rồi, bây giờ mình đi lên trên. Đi. Nhớ là phải đứng ở bên trái. Bên cái cầu thang cuốn thì phải đứng ở bên trái, để bên phải người ta đi cho nhanh. Tới cửa đây nè, tới cửa đây nè. Má nè, đi đội nón cho con. Đội nón lên con. Ngày nay mình xịt sunblock lên. Xịt, 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 xịt. Did you spray Abby earlier? No. Cái cửa của cái MRT là nó dẫn tới ngay cái cửa của cái Botanic Garden luôn. Botanic Garden là MRT đây. Botanic Garden ngay đây. Tiện lợi chưa? Đây, mình quay qua đây coi cho các bạn coi cảnh sát đi bộ của Singapore. Thấy chưa? Thấy nào chưa? Đi vòng vòng vậy, mỗi người thì thường thường họ đi là họ đi khoảng chừng bốn người, họ lúc nào cũng đi bốn người chung với nhau. Are we ready to go? Okay, let's go.
by the sun. Thì mình quanh lại cho các bạn coi cảnh nha. Bây giờ nó còn mát rồi, nó chưa có nắng. Hồi qua nó mưa lớn rồi, bên đây fresh, sạch. Tomato. Singapore Botanic Garden. National Garden in Singapore started in 1822 when Sir Stamford Raffles, the founder of modern Singapore and a keen naturalist, developed the first botanical experimental garden at Fort Canning. 1829, and it was not until 30 years later that the Singapore Botanic Garden at its present site was founded by Agri Horticulture Society. So cái này là năm 1829 là nó một cái ông bá tước người Anh ngày lúc đó thì là ở Singapore là người Anh thống trị, thì ổng muốn trồng một cái khu vườn nhiệt đới ở Singapore, và sau đó thì 30 năm sau thì cái hội đoàn mà cây cối của Singapore đã bắt đầu mở cái khu vườn này. Ok, let's go. Đi đâu cũng có máy quay phim hết á, nè thấy chưa? Singapore đi đâu cũng thấy gặp bạn hết trơn á, có Big Brother coi mình. Nhưng mà giờ mát mát đi đã nè ha ba ha. Hồi bữa mình đi nó nóng như điên. Bữa nay trời thời tiết đẹp. Looks so nice. This is good for music. Music overlay. You realize that guy got attacked by the monkey up there? What? There's a structural up there. No, he's playing with the monkey. No, the monkey tried to put his hand down. Trellis garden. Ở đây thì ngày thường cũng có rất là người đi bộ tới đây để mà tập thể thao, với lại mấy người mà con nhiều con nít không? Con nít nó tới đây chơi, tụi nó có cái đó là nó chắc nó là con của lính người này được nghỉ. Ồ dạ đúng rồi. Hôm nay được nghỉ. Cho nên chắc hôm nay mình đi tới đây là thấy nhiều người nước ngoài lắm. Người Mỹ. Hôm nay là lễ cựu chiến binh ở Mỹ. Mấy người ở Mỹ làm ở đây được nghỉ. Trees and leaves and everything. Abigaila. Đi trong mát nè con. Let's look at the map. Thì bây giờ mình ở đây nè. Trời mà đi qua cái Symphony Lake cũng xa lắm á. Đi tới Eco Lake là gần nhất nè. Eco Lake không? Có Children Garden là gần nè. Đi tới Children Garden cho Abby chơi đi. Đi con. Let's go get a jujubo. Jujubo đâu? Ở Children Garden nè. Let's go. Jujubo. Jujubo, here we go. Ice creams. I have ice cream. I know you do. Yay! And my baby yes. Trời ở Singapore trời nóng này thì ít người ra ngoài đường, mà ra ngoài đường là phải che dù, tại vì họ cũng bị sợ đen. Nhưng mà mình là người Mỹ, mình không có sợ đen. I love you, man. Jujubo. Let's go Jujubo. Jujubo hả? Is it open yet? Vô mua cà lem ăn.
Chưa mở sớm quá, chưa cho mình ăn. Nhìn thấy chưa mở. Sorry, Abby Wally. Let's go to the lake. Sorry, Abby. Let's go to the children garden. And then I'll get you some ice cream later. Ở đây mỗi một cái cây nó đều có mạc hết, có nghĩa là nó có những người đến đây để mà chăm sóc từng ngày, và nó sẽ ghi xuống, nó sẽ ghi lại những cái tiến triển của từng cái cây. Một cái cây nó có bị hư hại gì thì nó cũng phải báo với lại trung ương. Mà nó có rất là nhiều loại cây, nó có cây sầu riêng ở đây nữa phải không ba? Yeah. Okay. Có nhiều loại cây lắm. It's a World Heritage. Nó có ở trong cái Botanic Garden này, nó cũng có cái vườn lan lớn nhất thế giới. Ủa đâu vậy? Đâu vậy? Đi coi coi bảng không chịu coi, chỉ Jacob Bo Children nè, đi ra đây đi. Ồ đó. Ờ, Children Garden đó, đi cho con đi. Cái bà này chở mình đi được không? Anh lại hỏi coi bà chở mình đi không? Nè, mấy người là mấy người làm vườn ở đây nè. Người làm vườn ở đây họ nó mặc đồ đẹp đẽ dữ lắm, nó không có dơ giấy đâu. Người ta làm rất là chất lượng. We are walking to the children's bowl. It's like a constant clean up. Lá khô lá xấu là phải chặt xuống hết, để cho cây mới, chỗ nào mà còn chỗ thì nhét thêm cái cây mới vô. Ờ, cắt mấy cái lá xuống hết, cái tỉa. Nó có mấy cái building nè, mấy chỗ này là mấy cái chỗ mà để mà nó ươm mấy cái cây nhỏ, mấy cái baby tree á, mấy cái cây nhỏ mà nó chuẩn bị nó đem ra trồng á, là mấy cái chỗ đó là mấy cái chỗ ươm cây. Có cầu nè, qua cái cầu đẹp nè, vô cái cầu coi. Đi đường này được đẹp hơn đường kia. Dưới này nó có mấy bông vàng ở dưới gốc cây kìa. Ở dưới gốc cây mà có bông kìa, nhỏ nhỏ dưới cái dừa nhỏ này nè. Đẹp không? Oh. Surprise ha. Surprise, surprise. Mama, don't pick the flower. No, we do not pick flower. Coi như là cái khu này là khu bảo quản của quốc gia. Ở trong đây hả, quá trời cá, quá trời rùa luôn, nhưng mà không có được săn bắt hay là câu gì hết đó. Coi nè, rùa quá trời rùa luôn nè. Rùa. À, con rùa. Rùa nữa nè. Rùa đây. Ăn kéo rùa không? Coming. I'm recording. Eco Lake. Gì vậy? See this? This is our concrete. Ồ, cái này là xi măng hả? Ừ. Nguyên một cái này là xi măng hết luôn hả? Ừ. Even the deck. Ồ, cái này cũng là xi măng luôn. Nó làm giống như gỗ, chứ đâu phải gỗ đâu. Ừ, nó làm đẹp quá ha, làm giống y như là gỗ thiệt vậy đó. Đây chắc rùa nhiều lắm á. Rùa. Let's go, Ali. I saw. Very pretty. Thấy không? Mỗi một cái cây
cây nó đều có một cái bảng như vậy, nó nói cho mình biết là cái cây này á, là cái tên nó là gì. Ủa, hai bó chân này hả? Rồi nó là cái gốc của gốc gác của nó là ở đâu tới. Cây nào cũng có một cái bạc giống vậy hết á. Mỗi chừng cây này Majestic Palm Southwest Madagascar, là ở cái đảo Madagascar đó, ở vùng Bermuda Triangle. Còn cái cây này cũng Malaysia, Indonesia, Malaysia. Rồi con gái nó mỏi chân rồi, hôm nay trời nóng quá. Sắp tới rồi. Ở đây mà sáng sớm thì sớm đi bộ thì rất là thích. Bây giờ thì nó hơi nắng nóng rồi, trưa rồi. Có cái hồ nè, Eco Lake, hồi nãy mình đi qua cái cầu này này. No, up that way. Ở đây nó xây dựng không ngừng nghỉ, cho nên mỗi lần mà nó xây cái gì á thì nó sẽ chặn lại cái đường. Cái này chắc nó đang xây thêm cái gì nữa, work in progress này. Nhưng mà chỗ ta xây dựng nó cũng rất là sạch sẽ, không có một miếng rác nào, thấy chưa, không có giống như ở Việt Nam xây dựng là bụi bặm rác rưới, không có người tới dọn. Rồi mình tới rồi đây nè, Jacob Ball Children Garden. Cái chỗ này là cái khu vườn của con nít, nó có đủ thứ những cái trò chơi, những cái đồ mà nó thích hợp với lại những đứa con nít á. Bây giờ mình vô đây cho con gái mình chơi. Mấy cái con này, cái con gì mà nó kêu quá trời kêu. Hồi này cái con gì là con này là con gì mà nó kêu dữ vậy? Ồ, con ve á hả? Dây chầu là ở Việt Nam chứ, ở đây đâu có. Cây cao. Cây câu này nó cũng có nè, cái này là Philippines chứ không phải Việt Nam. Cây câu Philippines, cây Philippines chứ không phải cây Việt Nam. Ở bên đây thì nó có cái quán nhỏ nhỏ dễ thương á, bây giờ thì chưa mở cửa, để cho con nít, để mà ba mẹ dẫn con nít tới đây chơi á, rồi ăn trưa ở đây luôn. Nhưng mà chắc hôm nay nó không có mở cửa, thứ ba tới thứ năm nó mới mở cửa, thứ hai thì nó không có mở. Nhưng mà rất là dễ thương. Cho vô coi đỡ đồ ăn nè, cũng rẻ, không đắt lắm. Cái này thì đối với lại bên ngoài thì đắt, nhưng mà đối với mình tính ra tiền Mỹ thì không có đắt. Let's go to the children's garden. Where is it at? It's right over here. Just go through that bridge. Go to the bridge over here. Có mấy quầy nịnh nè. Cái chỗ này là cho con nít chơi miễn phí, không có trả tiền.
Singapore thì có nhiều cái ưu lợi cho con nít lắm, cái gì cũng miễn phí, cái gì cũng không có trả tiền ha. Coi nè, cái trần đẹp chưa, bướm bướm. Ủa, đóng cửa luôn rồi. Man, are they gonna open today? 8 giờ sáng mà. Sao hôm nay cũng đóng cửa vậy, sao kỳ vậy? Yeah. Sao vậy? Ồ, mà đi xe đi một lửa nữa. Nó lát xe đi một lửa gì? Sao gì đóng cửa hôm nay hả? Ai đi, ổn quá à, hôm nay đóng cửa mất tiêu rồi. Wow, coi nè, interactive screen. Is it interactive screen? No. It's not, it's just a TV. Oh, it is interactive. No, it's not. Yes, it is. Nè, bấm vô đó đó, nó hiện ra cái khác đó. Abby, bấm cái vô cái screen này, coi coi nó trả lời con. Activity, press the activity button. Wow, down. You can press on the board, Abby. Trails. Gardener. You are here. Oh, vậy mình chưa có đi phía bên này à? Chưa. Bên đây nó còn có cái playhouse nữa nè. Bên đây nè, đó. We went there. It's a little maze. Inside the children's garden. That's the children's garden. This is whole thing is a children's garden. Vậy không đi children's garden đi ăn cà lem hay đi đi sớm á, không có chỗ nào mở cửa. Ở đây hồi nãy nếu mà mình lấy xe mình tới đây mình đậu ha. Không biết nó có chặt tiền không ta? Đi đâu lái xe đi Singapore đều bị chặt tiền á, nó khuyến khích nó khuyến khích mình á là phải đi bằng xe công cộng. Vậy tới đây là đi em rồi đâu đi đâu rồi. Ờ cái nhà mình gì đã không? Ồ nhà đó nhà biệt thự á. Đó nhà đó thấy không? Nhà đó là biệt thự đó ở trên ở Singapore mà cái nhà đường vậy là cũng phải 5-6 triệu đó. Wow, that's a big beetle. Con gì vậy con? It's the con bumblebee. Con ông đó. Con ông giò vẽ đó. Shock. Nó chích con á, đang ăn cái gì á. Sao mà nó ăn mà nó nằm ngửa kìa vậy? Rồi tại. It's okay. This one to save you. He is dead. I think we have to get him in the... I'll move him away from the sidewalk, okay? There. Okay? Oh, oh. Guys. Sorry, little guy. Okay. Oh, look, it's a giant butterfly. Hôm nay trời nóng quá, không có đi được nhiều. Daddy, watch out for the car. Đây, cái này là người làm vườn ở Singapore. Lái xe golf cart, ngầu dễ sợ chưa? Ủa, cái là ở đây nó không có cho mình
xài drone hay là máy bay điều khiển từ xa hay là đồ chơi hết trơn. Nó sợ mình bỏ rơi ở đây làm hư cái vườn của nó đó, cho nên nó rất là cẩn thận. Ở đây khác với lại ở bên Mỹ một cái là những cái người làm công ở đây, cái công ở đây rất là rẻ, cho nên mình thấy những cái người làm công á rất là nhiều. Ở bên Mỹ nếu như mà nói là cắt cỏ đó thì chỉ cần mướn một người lái một cái chiếc xe cắt cỏ, lái lên lái xuống, lái lên lái xuống, chỉ trả công có một người thôi. Nhưng mà ở Singapore thì cái tiền công nó rất là rẻ, nó mướn người ngoại quốc đến làm, người Ấn Độ, người Bangladesh, người Mã Lai, người Philippines, người Việt Nam cũng có. Cho nên nói đến làm những cái công nặng mà làm những cái công việc nặng nhọc á thì nó có rất là nhiều người làm. Mỗi công chuyện mà một người ở bên Mỹ là đã làm đủ rồi. Cái đó là cái khác biệt giữa Mỹ với Singapore. Mỹ cái tiền công nó rất là cao, cho nên người ta dùng những cái máy móc hiện đại để mà người ta cắt giảm đi cái tiền của mướn một cái con người làm. Nhưng mà ở Singapore thì cái tiền công rất là rẻ, tại vì họ có thể mướn những cái người của những cái nước lân cận giá rất là rẻ, cho nên họ dùng cái công của cái người, công sức của người nhiều hơn là dùng cái công sức của máy móc. Nói chung là ở Singapore thì rất sạch ha, tại vì ở đâu cũng có thùng rác hết. Không những có thùng rác mà còn có máy quay phim nữa, tại vì nếu như mà nó quay phim mình mà nó thấy mình xả rác là nó có thể đem người cho người tới bắt mình. Cho nên những người ở Singapore đi đâu người nào cũng có cái giỏ. Phụ nữ thì đeo bóp đầm, còn đàn ông thì đeo bát hạt, ba lô. Dĩ nhiên là đi bộ như thì phải cần phải đem nhiều đồ, nhưng mà cũng là một cái cách để mà đựng rác nữa. Tại vì khi mà mình ăn cái gì mình nhìn vòng quanh mình không có thấy cái thùng rác á, thì mình bỏ cái rác đó vô trong cái giỏ của mình. Và cái đó là một cái thói quen mà ở đây thì ở trong trường thì những đứa học sinh nhỏ đã được dạy rồi, không có xả rác ở ngoài đất. Thấy rác ở ngoài đất thì lụm bỏ vô thùng rác. Nếu những cái thói quen đó không có được dạy ở trong trường lớp, ở lúc mà những đứa nhỏ thiệt là nhỏ và chưa có biết nhận thức được, thì khi mà nó lớn lên nó sẽ không có có thói quen đó. Coi cái cây nè, cây đa đẹp dễ sợ.
Alex, you gotta poop on the poop there. Mấy người này là vú em á. Cành mấy đứa nhỏ tóc vàng này cho ba má nó đi làm. Chính phúc nữa mẹ ơi. Ừ. Toàn là vú em không à. Bốn bà vú, bốn đứa nhỏ. Ok, be careful, be careful. A puppet. Hey, Bali! Ở đây cũng có nhiều khách du lịch đến lắm. Mọi người, người nào có cái cây chia sẻ quay phim mà biết khách du lịch. Mama. Yeah, Bali. I love you. I love you too. Một lầu, bây giờ xuống thêm một lầu nữa mới tới được cái trạm màu vàng, cái trạm màu xanh. Ở đây cái station này thì nó hai cái trạm nó đổ là trạm màu vàng và trạm màu xanh. Đường này nó chỉ mình đi tới cái chỗ cổng ra, cổng vào, cổng để mà xếp hàng rồi là đó, là những cái đường này để cho những cái người mà không có nhìn được, những người mù hay là những người tàn tật đó có biết cái đường đi khi mà bước lên những cái cục mà mình có thể cảm giác được bằng cái bàn chân của mình. Xanh hay là đi vàng? Muốn đi xanh hay là muốn đi vàng? Xanh sao vậy được? Giờ đi xuống thêm một lầu nữa là xuống lầu tầng hầm thứ 3. Hồi nãy xuống 2 tầng rồi bây giờ xuống thêm tầng.
đi hướng này là đi đường màu xanh, còn mình đi xuống đây là mình đường màu vàng. Đạp tôi té bây giờ. Abby, stop. Abby, stop kicking mommy. That's not cool. Wait, which side are we going? Which side are we going? Find out real quick. That side. Huh? That side. Side I have to wait more? That's not cool. Oh, there it is. Hồi nãy mình đi đường bên đây tới, bây giờ mình đi đường bên đây về. Bên đây là cái chỗ mà đèn đỏ này á, là cho mình đứng đợi, còn cái đường xanh á là cho người ta ra. Mình đứng đợi ở đây người ta ra hết rồi mình đi vô. Oh, here. I'm gonna go to the back. Where you are? The back. Doors are closing. À, đây là cái đường hầm mà nhìn ở đằng sau cái đuôi tàu. Bye bye station. Giờ mình rời khỏi cái station rồi, bây giờ mình đi nè. Tối mùi rồi, tối mùi rồi. Nếu như mà mở ra mà không có bị mà tự động mà muốn mở ra chơi thì sẽ bị phạt 5 ngàn sing, 5 ngàn đô, 5 ngàn đô là sing, cho nên đừng có phá. Hồi nãy là mình đang ở đây nè. Rồi bây giờ mình tới đây rồi. Mình sẽ một trạm, hai trạm nữa là tới nhà. Bây giờ là mình đã đang call the court. Nhà mình đây. Doors are closing. Okay. I'm gonna do the monster. Let's go. We're here. Ishan, change at base station for the north-south. I'm gonna kill you. Come in here. Ok, mình về tới Bishan rồi, bây giờ ghé vô trong cái hawker center nhỏ này để mà ăn. Mua đồ về nhà ăn. Hmm? Also,
chị hồi nữa ba mua đồ xong rồi mình đi về nhà mình ăn. Giao hàng mấy cái quán như này là hàng sáng như vậy á, là nó mở thâu đêm, nó mở cho tới 1-2 giờ sáng. Ồ cái này nó đề là mở 24 tiếng nè, 24 tiếng nè, 24 hour, lúc nào cũng mở hết. Singapore người ta thích ăn cái kiểu này lắm, mà ăn cái kiểu mà ngồi giống vậy nè, mỗi một cái quán là một cái quầy nhỏ nhỏ thôi, là một cái quán chủ khác nhau đó. Thì giống như ở Việt Nam mình bán hàng rong đó, thì ở Singapore người ta không có bán hàng rong, người ta gom lại, người ta gom những cái người hàng rong lại bỏ vô một chỗ sạch sẽ giống như vậy nè, có bàn ghế sẵn, chén bát người nào thì người đó tự lo. Đồ ăn cũng rất là rẻ, có 4 đồng, 3 đồng một tô nè. Về nhà mình ăn thôi à. We have to wait for daddy. Có người Việt Nam, có quán người Việt Nam ở đây. À vì nó muốn về, nó không muốn ngồi đây ăn. Ba mua đồ thịt gà nè, ngon. Thịt quay ở Singapore là bá cháy nha các bạn. Qua đây mà không ăn một miếng thịt quay là uống cả cuộc đời đó. Cái căn nhà gạch đỏ ở bên kia là trung tâm của thành phố Bishan, khu phố Bishan, thì nó mỗi khu phố thì nó có một cái trung tâm, mà cái trung tâm này thì nó có giống như là nhà thể dục thể thao, nó có quán cà phê, nó có những cái lớp dạy cho giống như là cắm hoa, rồi giống như là nhà văn hóa vậy, giống như là nhà văn hóa, mỗi một cái khu phố thì nó có một cái nhà văn hóa, và ở trong đây nó cũng có cái bưu điện, bưu điện của cái khu phố Bishan nữa. Bên đây thì có chỗ chơi cho con nít, và ở đằng cái bưu điện ở đằng sau là cái trạm xe bus của khu phố Bishan. Những cái xe bus nó chạy một vòng mà nó phải quành vô đây. Nó chạy một vòng nó quành vô đây rồi nó sẽ đổi cái người lái. Nó đi. Nó đổi cái người lái, rồi cái người lái sẽ được nghỉ lại đó, rồi người lái khác sẽ nhảy lên xe bus sẽ đi một vòng nữa, coi như là một tour là được nghỉ để làm một lần á. Còn mấy cái căn nhà đây là cái nhà HDB nè. Nhà này là nhà HDB cũ. Bây giờ mấy cái nhà HDB mới thì nó cao lớn, đẹp trai hơn nhiều. Nhưng mà cái nhà này HDB cũ chắc cũng phải 30-40 năm rồi. Ở mấy cái tầng trên này là nhà, còn cái tầng dưới thì nó là cái khu mà giống như là công cộng cho người nào cũng xài được, có chỗ để mà học hành, có chỗ để mà giữ xe được. Rồi đi về.